Tiên xin chào quý bà cô chú, hôm nay đang quay trở lại với kênh của Thiện Tiên. Những ngày cuối năm mở mộ của chú Vũ Linh, cho chú anh chị ở phía trước ha, phía trước đường mở mộ của chú Vũ Linh. Quá trời xe luôn, kẹt luôn của chú anh chị, xe kia đang đứng đằng trước đứng nè, để chờ. Như là viếng mộ gia đình phải không chị? Đó là cô đang sợ cái dung đủ đây vô đây. Cô bên đây nữa nè, đang sợ đồ để cũng là mộ chú thôi chứ chị. Có chừng xe nha anh. Đi lại nó quay với cô đó. Xe quá trời, từ từ. Xe bữa nay nhiều. Tập cốt mà nãy thì nghe gì mà mới nghe nói cho tao mới ghé mà về vậy. Cô quá trời đông. Có gì thích phụ không cô? Dạ. Tài xế đẩy đây đi. Dạ chào cô. Ờ chào mấy đứa con. Dạ con chào cô. Trời ơi vậy mình đụng này cho sập xuống. Dạ. Dạ cô. Nhiêu đâu? Sáng giờ tôi thấy cô. Chắc vô không? Nhớ chưa? Đứng bên đó đi cô, càng qua, để nói nha. Bến Tre lên hả cô? Ở Bến Tre lên con, chứ lại đưa Tây Ninh qua con. Dạ. Chứ xe nhỏ em với Tây Ninh. Tây Ninh còn cô Bến Tre qua. Dạ. Còn cái chú kia là ở Bến Cát. Bến Tre lên. Còn chưa có Bến Cát nó dẫn đường đi đây. Dạ. Mà có bà con gì hả cô? Đúng rồi, bà con con. Mà con anh chị em bà con anh. Còn con xe còn nhỏ đi cho Tây Ninh. Rồi dễ dỗi đi qua. Không dám la. À, bây giờ là anh Ngọc với lại chị Hoa là đang soạn chuối rồi của chú anh chị nha. Chú vườn mình luôn á cô. Dạ chú vườn của cô. Biết tên của em luôn. Biết tên luôn hả? Đúng tái luôn. Chung là mình làm. Nay lên uống gặp chị. Dạ. Cô nhắc anh gì sông niêu. Dạ. Cô coi mấy đứa con này cô qua phải không? Dạ đúng rồi. Nhớ con không cô? Không, không có con. Cô nói con là để cô. Cái này sao mốt cái gì? Cô biết Bùi Hải không con? Còn là hàng Nam chứ gì? Hải trốn viết nè. Hải trốn viết hả? Cô nhớ tên mà mấy người cũ cô nhớ không? Không. Hải là có cô Sáu biết không? Gì vậy? Con tấm. Hả cô chú ủng hộ kênh cho chị gì? Bích Lê Hị hả? Bích Lê Hị. Bằng cách là đăng ký kênh cũng như là like để chị quay ở mộ chú Vũ Linh những lúc mà có khách đồ này cô chú anh chị. Bài học cần không biết chút để chúng ta biết giờ năm ớt năm mập. Dạ. Rồi đứa nào đâu đã coi đốt nhà mấy đứa đâu hết trơn rồi. Đi vòng vòng hết rồi cô. Cô sắp trước đi cô. Này lâu lắm mới lên để đẩy á. Dạ. Rồi. Chúc cái cháu bình an hết ha. Dạ. Hôm nay cô đem cái nhà không rồi con. Cái nhà dạ, không hả? Cái nhà cô. Ủa táo này cũng nhà chồng hả con? Đúng rồi, nhà không. Ủa
rồi vậy là cái trái ở táo này thanh long thấp thấp lùng lùng này một hai trụ rồi nè cái táo kìa à táo nào để ra trong siêu thị nha xin lỗi có táo cũng trồng cũng cái này hàng trong siêu thị nha dạ có dấu nè ở trong đây là trồng được là quá ngon luôn tại vì không khoái cái loại này nè đúng rồi mày nói thanh long táo trong siêu thị đó dạ chứ không thấy mua ngoài có dấu thấy là lạ tại vì cũng thấy cũng dán tem đúng đúng không biết sẽ à dán tem ở trong siêu thị mới dán chứ ở ngoài làm sao nó có dán con mình mua mới dán tem còn của nhà không dán đúng rồi à, con cháu của đâu, cô không? Đâu hết rồi. Đúng rồi. Bữa nay cô đi với đại gia đình cô chú anh chị ơi. Con nhỏ ở Tây Ninh, nó ở tại thị xã Tây Ninh. Em đâu có quay mặt em đâu. Anh đi em đi để cho chứ vui ha, sáng giờ sáng dạ không có dài rồi. Ngày mai nữa là bắt đầu một tay hai người đó. Mai là tới tối. Dạ. Chưa mấy đứa. Cái vòng vòng lại đốt mộ đốt cái trời nó đi vòng vòng. Dì Kiều không cô? Mới về nước hả? Mấy chị đó đi đâu vậy? Tây Ninh chứ Dì Kiều vậy? Mình tay cô, phải nói mình tay đàng hoàng. Mấy chị đó đẹp gái đi đâu trời? Đi vòng vòng không mấy mình đi ra mát đi rồi mọi chú lên ra mát về chứ nó đi vòng đi tùm lum đi sao nó. Lòng tâm lum chứ. Em nghe mấy chị đó với chú hỏi ra chừng mẫu 6 người với mẫu cô phép gì đó. À đúng rồi, nó nghe mẫu 6 người thì mẫu 6 người. Số kia rồi với cô kia có người mày yếu rồi đừng vô nghe cô. Sao bay không mặc áo tím hết rồi bên đây là có chị gái với cô đến viếng mộ của chú Vũ Linh này cô chú anh chị bữa nay là rất là nhiều khán giả đến về viếng mộ luôn nha những ngày cuối năm. Dạ con chào cô. Bữa là như là cô hẹn là chủ nhật là sẽ lên đúng không cô? Đúng rồi, bữa cô làm buổi trưa. Buổi trưa không mấy mấy đứa. Dạ. Bữa đó con dạ. Bữa đó con. Dạ. Bữa đó con còn. Bữa đó con còn nữa. Dễ thương lắm buổi trưa. Dạ. Bữa cô đi với chú anh cô. Dạ. Ồ bữa nay là cô mua cái gì lên quá trời luôn cô. Hoài. Với bánh bò, bánh bò, bánh này, bánh kia. Dạ. Cái cây cũng mè hoài ngon lắm. Dạ, bữa nay là cô đi với cô nào cô? Anh nói lại nghe đi mấy lần rồi. Dạ. Này bánh cái này đi đâu rồi? Dạ, tại bữa nay chủ nhật đó cô. Đi cùng một cái bàn với cô. Dạ dạ, kéo có người rồi. Dạ. Thôi cứ vô đi. Quay cô mà. Di Minh nè. Dạ. Bây giờ cao y như vậy. Cao y như vậy nha. Có gì sẵn cái gì cao y cho nhiều trong mưa đi thì nó tính. Dạ. Lấy gỡ nguyên cái này luôn. Đừng gửi đi vậy cho nhiều thân yêu nha. Mọi người ơi, thật sự. Dạ. Dạ. Rồi. Nêu có dịp đi ngang dưới ghế nhà bà bẻ trái cây rồi ha. Hiệp. Hiệp nghe quý cô chú vậy. Đất tài lộc nha. Vì hạnh phúc kìa. Đúng rồi, chúng không lâu đâu cũng về giờ chúng lòng dán kỹ. Dán lại. Về Vũng Liêm. Cho anh nêu nha mọi người.
Cô Năm Bến Tre. Cô Năm Bến Tre. Dạ. Bao lì xì. Dạ. Gửi giùm anh vợ cho Niêu ha quý vị. Là anh Niêu không có mặt thì bên đây là có bằng chứng của tôi. Cái đó là giao cho Niêu đi, Niêu mở ra thì cái hệ trong đó nó cái gì cô có ghi hết trơn á. Dạ. Nhưng lại còn những cái mấy đứa ngoài này là hoàn toàn cô không biết. Dạ. Cô không biết, nhưng mà bây giờ thì thôi, Duy Minh đừng có cho này. Con thấy cái này là con để cho mấy đứa này tùm lum la cái gì chị ăn uống vậy ăn. Còn mấy anh em ở đây ha. Ừ, mấy anh em đây. Dạ. Còn cái này giờ là phần đứa nào nấy hưởng. Dạ, dạ. Trong đó là có phần đó đúng không con? Đúng rồi, trong đó có phần nè, dạ, 5 phần. Trong bao lì xì là có tên hết. Còn ở đây cái là ngoài này mấy đứa này nè. Rồi dạ, uống gì ăn gì rồi đi. Cảm ơn cô nha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn năm nha. Cô Năm Bến Tre. Thôi bây giờ cô chú anh chị ơi. Anh Niêu mất thằng nha quý vị. Chơi vậy có mặt đặt lên đi chứ. Không, cái này là Nam Đen nói chơi nha quý vị. Nam Đen. Ủa sao có cái biệt danh là Nam Đen anh em? Ông Long với chị Vinh đặt á. Đây là lần thứ 8 rồi đó. Thứ 8 hả cô? Dạ. Cô chú anh chị ơi. Cô vùng 12 là đến đây là lần thứ 8 rồi. Hôm nay là cũng cho cậu nè. Cô Năm Bến Tre lên để gửi lọc ha, gửi lọc cho anh Niêu mấy con cái bao lì xì đó là 500 là để cho mấy anh em ở không có cái phần đó cô chú anh chị. Cảm ơn cô rất là nhiều nha cô Năm. Ở bến cô chạy qua đây mấy tiếng cô cô phải lên nóc môn mua heo quay cho nó ngon. Dạ. Cho mấy đứa ăn. Ôi 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 đừng heo quay đây có ngon, đừng có phá nữa. Từ trước kia mua ngon, mua hết mồm ngon ghê. Ủa mình có con nghe. Đến đây là cô lớn lần thứ 8 rồi đó. Khán giả rất là anh không có quay nữa hả? Ra hỏi chị qua coi có con dao không? 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 Nè giao giao đưa. Dạ nha đi con. Quay với bánh đúc bánh bò. Quá trời bánh bò và dứa. Rồi cơ bao đây. Dạ sắc dài dài vậy đó chị. Đúng rồi. Đúng quá trời đông luôn rồi. Liên tiếp luôn. Ồ đang có khán giả về quyến đó nè cô chú anh chị ơi. Này quá trời quá đất luôn rồi. Rồi sao bữa nay liên tục luôn, luôn đó. Nay khỏi kết thúc luôn. Dạ con chào cô. Gì hả? Người khác vô đây nữa hả? Dạ chào cô. Cô ở đâu lận cô? Ở gần nhà Vũ Linh nè. Dạ. Đi thăm mộ mà chưa vô. Dạ. Đây là hàng xóm của chú Vũ Linh. Sao giờ nói là ủa cô nói là ở gần nhà của ờ đúng rồi, gần nhà của nhau Vũ Linh á. Dạ. Sớm rồi. Ủa thăm cũng về cũng đâu. Sớm của chú Vũ Linh ha, của chú vậy. Gần gần nhà cả. Cũng nhận với chú vậy. Cũng nhận. Cái chủ mẫu cũng nhận là hàng xóm. Đấy, đúng nha cho cô à. Tôi ở ông ở phường mấy ta ở phường. Cũng nhận một. Cái này con đốt cô cô đi đường xa nắng quá chừng luôn. Bữa nay là cô cúng heo quay bánh mì cô chú anh chị ơi dưa leo nè. Dạ dạ cái này bánh bò nước cốt dừa trời ơi táo hoa nữa cô chú anh chị ơi. Em có nói gì đâu anh Phong. Vậy hỏi em nói gì. Cô ăn quá. 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 Cô ăn quá.
và tới đây cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Cô chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha.